Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2023. Thanh Hoàng xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bất công, tham nhũng ngàn tỷ thì được hưởng án treo, còn với 45 triệu thì lệnh án 5 năm tù. Theo Nguyễn Ngọc Chu, trường hợp bà Lê Thị Dung, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, huyện Hưng Nguyên bị tòa nhân dân huyện Hưng Nguyên ngày 26 tháng 4 năm 2023 tuyên phạt 5 năm tù vì thanh toán trái quy định 44 triệu 700 ngàn đồng trong vòng 5 năm từ 2012 đến 2017 đang gây lên một làn sóng phản đối trong xã hội. Không nghi ngờ gì nữa và đây là một vụ án oan. Những năm gần đây thì án oan được phát hiện mỗi ngày một nhiều hơn và có nhiều vụ kinh hoàng được biết đến như Huỳnh Văn Nén 17 năm năm tháng tù oan vì bị quy vào tội giết người, Trần Văn Chiến 16 năm 3 tháng tù oan với tội giết người, Nguyễn Thanh Trấn 10 năm ngồi tù oan vì tội giết người, Nguyễn Minh Hùng hai lần tuyên án tử hình dù không buôn ma túy có những vụ án oan kéo dài hàng chục năm chưa kết thúc như hồ di hải vụ thủ thiêm không tránh khỏi các vụ án oan ở mức mất mạng mà chưa được phát hiện tại sao vào thời hiện tại với xã hội văn minh hiện đại hơn mà án oan thì vẫn xuất hiện mỗi ngày một nhiều và ngoài dân số tăng làm hoạt động xã hội rộng mở kéo theo nhiều vụ án và kéo theo kiện tụng xảy ra thì còn có các nguyên do khác nữa và dưới đây xin nêu ra một số. Cuộc sống phức tạp và phát triển không ngừng, nhưng các điều luật thì cố định và hữu hạn rời rạc nên không bao quát hết được cuộc sống, dẫn đến luật pháp luôn nằm trong trạng thái không hoàn chỉnh. Nếu một ví dụ, không hình phạt rộng và phạt ở mức nào là do hội đồng xét xử quyết định nên không tránh được tính chủ quan, lại có các trường hợp hai nghĩa quyết định nghiêng về phía nào cũng được và luật pháp thì không hoàn chỉnh nên không phải lúc nào cũng đạt được công lý. Ở nước ta tòa án nằm trong sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tòa án không có sự độc lập hoàn toàn. Có nhiều nhân tố luôn tìm cách tác động lên tòa án và nhất là quyền lực và tiền bạc. Khi mà tòa án không có tính độc lập hoàn toàn thì quyền lực và tiền bạc càng dễ ảnh hưởng đến tòa án. Công lý có thể không đạt được do hạn chế và năng lực, nhưng công lý cũng có thể bị bóp méo do mục đích cá nhân. Nhiều vụ án bị xử oan do trình độ yếu kém của thẩm phán và kiểm sát viên như là tránh án tòa án nhân dân tối cao đã từng thừa nhận. Tránh án tòa án tối cao cũng chỉ ra nhiều trường hợp viết bản án cũng có lỗi về chính tả và thậm chí thì viết một đằng tuyên án một nẻo. Hoặc có trường hợp Hai bản án cùng số, cùng ngày nhưng khác nội dung khiến cho dư luận đặt câu hỏi về thẩm phán. Ok thì nhẹ mà không ok thì nặng và đây là thách thức lớn khi mà sắp tới thì ngành tòa án sẽ công khai bản án lên cổng thông tin điện tử. Trong năm 2017 thì ngành tòa án sẽ mở lớp tập huấn để viết bản án theo mẫu định sẵn. Về lý thuyết thì luật cho quan và thứ dân đều như nhau nhưng trong thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy. Đối với các cán bộ có chức, có quyền, có vai, có vế thì tội rất to, gây thất thoát số tiền khổng lồ, nhưng án phạt thì nhẹ hều. Ví dụ thì nhiều, chỉ lấy hai trường hợp cụ thể để minh họa. Trường hợp thứ nhất là ông Đặng Thanh Bình, cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước. Ông Bình đã có bút phê thực hiện trái với chỉ đạo của Thủ tướng gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng cho ngân hàng xây dựng. Theo hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018, hành vi của ông Bình là đặc biệt nghiêm trọng nhưng chỉ xử phạt ông Đặng Thanh Bình có 3 năm tù lại cho hưởng án treo. Trường hợp thứ hai là Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, Ông Nguyễn Quang Tuấn nhận 10.000 đô la Mỹ từ nhà thầu gây thất thoát 53,6 tỷ đồng, nhưng tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2023 chỉ tuyên phạt ông Nguyễn Quang Tuấn chỉ có 3 năm tù giam. Trong khi đó, thì đối với các cán bộ cấp thấp và người dân thường thì tội rất là bé và thất thoát kinh tế rất là ít, nhưng hình phạt thì lại rất là nặng, cũng chỉ lấy hai trường hợp cụ thể để mà minh họa. Trường hợp thứ nhất là Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1997, bị tòa án nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang ngày 16 tháng 3 năm 2017 xử 7 năm tù giam vì bắt một con vịt trị giá 174.000 đồng về nhậu. Trường hợp thứ hai vừa mới đây đó là bà Lê Thị Dung, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Bà Lê Thị Dung bị tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên ngày 26 tháng 4 năm 2023 tuyên phạt 5 năm tù vì thanh toán trái quy định 44 triệu 700 ngàn đồng trong vòng 5 năm, 2012 đến 2017. Nhưng thí dụ như trên còn rất là nhiều và không thể viện dẫn ra đây hết và nó chứng minh trên thực tế là luật pháp cho người có quyền chức và cho thứ dân là không phải lúc nào cũng như nhau. Báo điện tử ngày mới ngày 26 tháng 9 năm 2019 đã đăng bài viết huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An tại sao lại bới lông tìm vết để mà thi hành kỷ luật bà Lê Thị Dung trong bài báo này có đoạn viết xin chích Bà Lê Thị Dung, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên cho rằng việc Ủy ban nhân dân huyện ra công văn yêu cầu trung tâm phải ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Phương Thúy là không đúng với quy định nên trung tâm không đồng ý. Do đó, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hưng Nguyên liên tục ban hành các kết luận và quyết định thanh tra đối với trung tâm để mà bới lông tìm vết, kỷ luật bằng được bà. Bên cạnh đó thì kết luận trên còn có nhiều dấu hiệu sai trái, trù dập cá nhân và Dung. Trong một số buổi họp kiểm điểm thì lời lẽ phát biểu của ông Hồ Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện căn cứ theo pháp luật nhưng phải chỉ đạo của thông báo số 25 của đồng chí Chủ tịch huyện là có kỷ luật và phải kỷ luật, kiểm điểm xem xét kỷ luật chứ không phải là kiểm điểm rút kinh nghiệm. Kiểm điểm rút kinh nghiệm thì lại là một vấn đề khác và chúng ta phải xem xét ở mức độ nào để mà đề xuất nhưng tư tưởng chỉ đạo vẫn là như vậy. Còn ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu yếu kém hơn cả những người ngoài chợ, học hành mức độ và nhận thức mức độ xử lý kỷ luật theo nghị định 34 gây mất đoàn kết, phải đưa ra khỏi nguồn quy hoạch của huyện. Báo điện tử ngày mới đề nghị Ủy ban nhân dân kiểm tra tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vào cuộc làm rõ những phản ánh trên nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật. Nghệ An là một tỉnh rộng lớn nhất của cả nước với dân số đứng thứ tư trong 63 tỉnh thành nhưng lại có thu nhập đầu người đứng thứ 47 trên 63 thống kê năm 2019. Thu ngân sách năm 2022 của Nghệ An tăng 40,9% đạt 21.152 tỷ đồng nhưng vẫn chưa đủ chi 32.543 tỷ đồng. Dân đông, đất rộng mà chưa thuộc nhóm 10 tỉnh thành có thu ngân sách lớn nhất của cả nước. Vụ bà Lê Thị Dung xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ và số tiền thanh toán chưa đúng quy định. Quy định này đã được trình công khai trong suốt 5 năm và được ngân hàng huyện kiểm soát là lý do mà bà Dung không chịu nhận sai phạm liên quan đến cánh tính giờ dậy và mỗi năm trung bình chưa đến 10 triệu đồng và các vị hiệu trưởng các trường học, đại học, trung học phổ thông, trung học giáo dục thường xuyên, trung học cơ sở, tiểu học trên toàn quốc sẽ không tránh khỏi lỗi thanh toán sai quy định như kiểu bà Lê Thị Dung và số tiền thanh toán ở nhiều trường sẽ còn lớn hơn nhiều so với con số 10 triệu đồng trên một năm của bà Dung. Tính mâu thuẫn nội bộ đã đẩy bà Lê Thị Dung vào tù chứ không phải là số tiền chi sai 44 triệu 700 ngàn đồng. Bởi thế, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cần có biện pháp để trả lại công lý cho bà Lê Thị Dung và ổn định đoàn kết nội bộ và có đoàn kết nội bộ thì mới phát triển được. Hàng trăm các vị hiệu trưởng các trường đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh Nghệ An đang nhìn vào trường hợp của bà Lê Thị Dung để mà soi chiếu. Chi phí cho điều tra họp hành xử án và giam giữ bà Lê Thị Dung sẽ tốn kém hơn rất nhiều con số 44 triệu 700 ngàn đồng. Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao và tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An cần có biện pháp kịp thời để trong vụ xét xử phúc thẩm tới đây trả lại công lý cho bà Lê Thị Dung. Chi sai quy định chỉ có 44 triệu đồng và 700 ngàn trong vòng có 5 năm mà xử tới 5 năm tù, trong khi thì thất thoát tới 15 ngàn tỷ đồng, chỉ có 3 năm tù treo. Ông Đặng Thanh Bình thất thoát 53,6 tỷ đồng nhận. 10.000 đô la, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng chỉ có 3 năm tù là sự bất công vô cùng to lớn và chắc chắn vụ án bà Lê Thị Dung là một vụ án oan. Vụ bà án, vụ án của bà Lê Thị Dung là một vụ án đơn giản, số tiền sai phạm cực kỳ là nhỏ bé thế mà trở thành một vụ án oan, vậy mà các vụ án phức tạp số tiền cực lớn thì sẽ như thế nào? trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên theo quản lý ngành dọc cũng là cấp dưới của bộ giao thông bộ giáo dục và đào tạo nên bộ giáo dục và đào tạo cần phải lên tiếng để bảo vệ lẽ phải bảo vệ giáo viên và bảo vệ sự trong sáng của môi trường giáo dục sự im lặng của bộ giáo dục và đào tạo sẽ có tác động tiêu cực lên học sinh và giáo viên trên toàn quốc Vụ án bà Lê Thị Dung có dấu hiệu của việc sử dụng quyền lực ảnh hưởng lên quá trình xử án và thêm một lần khẳng định sự cần thiết phải bảo đảm tính độc lập cho ngành tư pháp. Chừng nào ngành tư pháp còn chưa độc lập thì quyền lực tiền bạc và quan hệ còn có cơ hội để làm sai lệch quyết định của tòa án. Cùng một sự việc Viện kiểm sát hay tòa án có thể áp dụng các điều khoản khác nhau dẫn đến những hình phạt khác nhau. Trên thực tế thì việc thay đổi tội danh rất thường xảy ra và việc thay đổi tội danh do bản chất của sự việc và có khi thì còn chủ đích của người có quyền buộc tội. Trong các phương án kết tội, Tòa nhân dân huyện Hưng Nguyên đã vận dụng những điều khoản bất lợi nhất cho cô giáo Lê Thị Dung. Cơ sở đề toán nhân dân huyện Hưng Nguyên kết tội cô giáo Lê Thị Dung là ở mục thanh toán trùng như cáo trạng đã viết. Như vậy thì việc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên thanh toán tiền phụ cấp ủy cho bà Lê Thị Dung hàng tháng và thanh toán tiền công tác phí hỗ trợ đi học là đúng với quy định. Tuy nhiên thì ngoài các khoản đã thanh toán nêu trên thì bà Lê Thị Dung còn tiếp tục quy đổi các nội dung trên sang tiết học để mà thanh toán tiền thừa giờ cho các cá nhân mình là thanh toán trùng, thanh toán hai lần cho cùng một nội dung. Từ việc thanh toán trùng nêu trên thì đã gây thiệt hại cho ngân sách của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện của Hưng Nguyên đó là số tiền hơn 40 triệu. Chưa khẳng định được tính đúng đắn của cáo trạng, còn nhiều tranh cãi và bản thân của bà Lê Thị Dung chưa đồng ý với cáo trạng nhưng cứ giả sử số tiền sai phạm là 44 triệu 700 ngàn đồng là đúng thì cách xử lý đơn giản là bằng nghị định số 63 trên 2019 NDCP Nghị định số 63 trên 2019 NDCP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công thực hành tiết kiệm chống lãng phí dự trữ quốc gia kho bạc nhà nước có hiệu lực thư hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 trong đó điều 55 có quy định Điều 55. Hành vi lập hồ sơ chứng từ sai chế độ quy định và hành vi lập hồ sơ chứng từ sai so với hồ sơ và chứng từ gốc tại đơn vị nhưng chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ nhất là phạt tiền 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với các hành vi ký hợp đồng trước khi có kế hoạch vốn được cấp từ thẩm quyền phê duyệt trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp. Thứ hai là phạt tiền từ 3 triệu đến 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. lập hồ sơ chứng từ gửi kho bạc nhà nước để chi các khoản chi không đúng tiêu chuẩn về chức danh đối tượng sử dụng. B. lập hồ sơ chứng từ giữ gửi cho kho bọc bạc nhà nước để mà chi các khoản chi vượt định mức chi về số lượng và giá trị. C. là lập hồ sơ chứng từ gửi cho kho bạc nhà nước để chi cho các khoản chi sai chế độ, chi không đảm bảo điều kiện và nguyên tắc của chế độ chi. Trường hợp của bà Lê Thị Dung phù hợp với mục A. C khoản 2 điều 55 nghị định số 63 trên 2019 NDCB A là lập hồ sơ chứng từ gửi kho bạc nhà nước để chi cho các khoản chi không đúng tiêu chuẩn về chức danh đối tượng sử dụng. C là lập hồ sơ chứng từ gửi kho bạc nhà nước để chi các khoản chi sai chế độ chi không đảm bảo điều kiện, nguyên tắc của chế độ chi chiếu theo mục A, C khoản 2 điều 55, Nghị định số 63 trên 2019 NDCP thì cô giáo Lê Thị Dung bị phạt hành chính từ 3 triệu cho đến 6 triệu đồng và phải hoàn lại số tiền 44 triệu 700 ngàn đồng. Nhưng Tòa nhân dân huyện Hưng Nguyên đã quy cho bà Lê Thị Dung tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và quy cho phạm tội nhiều lần để áp dụng khung hình phạt khoảng 2 từ 5 cho đến 10 năm tù giam và đây là cách áp dụng bất lợi nhất cho tất cả các phương án kết tội bà Lê Thị Dung và các điều khoản của tội tham nhũng hay vô ý gây thiệt hại tài sản áp dụng cho số tiền 44 triệu 700 ngàn đồng đều có khung hình phạt nhẹ hơn rất nhiều. Câu hỏi hiển nhiên là cách áp dụng tội danh cho bà Lê Thị Dung có bị tác động bởi các nhân tố bên ngoài hay là không? Cách đây hơn 3 năm thì báo điện tử ngày mới ngày 26 tháng 9 năm 2019 đã đăng bài viết huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tại sao lại bới lông tìm vết để mà thi hành kỷ luật bà Lê Thị Dung. Từ bài báo của báo điện tử ngày mới ngày 26 tháng 9 năm 2019, có thể dự đoán nếu như bà Lê Thị Dung tuân theo yêu cầu của ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, ký hợp đồng không xác định thời hạn với bà Nguyễn Thị Phương Thúy thì chắc chắn không có rắc rối và tù đầy của ngày hôm nay. Để thêm trọng lượng cho dự đoán này là tin cách đây vài hôm, ba thẩm phán xử án đã thăm bà Lê Thị Dung và chia sẻ là bị sức ép trong quá trình xét xử bị giảm 2kg và phải truyền nước, mong bà Dung thông cảm. Tính quyết liệt của người Nghệ An đang làm hại người Nghệ An chuyện bé xé ra to và đưa vụ việc sai phạm hành chính thành vụ án hình sự làm liên đới đến nhiều cấp lãnh đạo cùng với sự tốn kém thời gian tiền bạc và công sức. Và trầm trọng hơn là đẩy số phận một con người vào cảnh phải tù đầy oan ức, gieo thêm mâu thuẫn làm xã hội bất ổn. Luật pháp thì là chung cho cả nước, nhưng làm thất thoát 15.000 tỷ đồng thì bị xử có 3 năm tù treo, làm thất thoát 53,7 tỷ đồng ở Hà Nội thì bị xử có 3 năm tù giam, còn làm thất thoát chưa tới 45 triệu đồng ở Nghệ An thì bị xử phạt tới 5 năm tù ngồi. Có phải người Nghệ An thấp kém hơn nên phải chịu hình phạt nặng hơn? cũng chẳng phải riêng gì Nghệ An, dường như quan sát thấy khuynh hướng rằng các tỉnh càng nghèo thì đối đãi với thần dân của mình càng khắt khe hơn. Lấy một vài ví dụ, ăn trộm một con vịt mà tòa án ở Kiên Giang xử phạt tới 7 năm tù, ăn trộm hai con vịt tòa án ở Con Tum xử 9 tháng tù, 13 tháng tù, còn ở Lâm Đồng ăn trộm hai con vịt bị xử tổng cộng 13 năm tù cho ba nông dân, thiết nghĩ ở vị trí lãnh đạo thì phải cố mang về nhiều lợi ích nhất cho người dân của mình, chi ít thì cũng không kém địa phương khác. Đằng này thì ngược lại và dân đã nghèo mà còn đối đãi lại khắt khe, hình phạt thì nặng nề có thể dự đoán trong phiên phúc thẩm sắp tới sẽ có các thế lực tìm cách bảo vệ và biện minh cho kết quả tòa án sơ thẩm bảo vệ một cách quyết liệt nhưng đó không phải là lối thoát đúng cách xử lý khủng hoảng tốt nhất mà công nhận sự thật và mọi cố gắng bảo vệ hay che đậy sai lầm chỉ khiến cho vụ việc thêm trầm trọng mục đích tối thượng của mọi vụ xử án là thiết lập công lý vụ án phúc thẩm tới đây phải trả lại công lý cho lê thị dung Hàng ngày ở các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ cho đến văn phòng của chính phủ hay ở các cơ quan trường học bệnh viện của nhà nước thì việc thanh toán thù lao công tác phí, tiếp khách, quà cáp luôn là vấn đề mà kế toán và thủ trưởng phải vận dụng linh hoạt, đó là một thực tế không thể chối cãi ở xứ Cộng sản Việt Nam. Làm giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên trong suốt 10 năm trời, và sau bao nhiêu lần thanh tra chỉ phát hiện chi chưa đúng có 44 triệu 700 ngàn đồng, nghĩa là chỉ sai có 372.500 đồng trên một tháng. Trong số tất cả các giám đốc hiệu trưởng tránh văn phòng huyện tỉnh bộ, bạn có thể chỉ ra một ai đó sai phạm ít hơn hay là không? Thực lòng thì với hiện trạng xã hội như bây giờ thì đó là có lẽ là một trường hợp đáng khen hơn là đáng chê và không tin mỗi người hãy tự so sánh với vị trí của chính mình. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân và trường hợp của bà Lê Thị Dung là xử phạt hành chính và thu hồi các khoản chi sai, đừng cố gắng quy tội cho bà Lê Thị Dung để hợp thức hóa thời gian tạm giam từ ngày 28 tháng 3 năm 2022 sai lầm thì phải dũng cảm thừa nhận. Bà Lê Thị Dung không phải là tội phạm nguy hiểm và số tiền thất thoát rất là nhỏ và quá lắm thì ngăn chặn và không cho rời khỏi địa phương chứ không phải là bắt bỏ tù hơn 5 năm với một người mà chưa được đưa ra xét xử và trong khi thì chờ đợi phúc thẩm thì hãy để cho bà Lê Thị Dung được tại ngoại. Luật pháp nghiêm minh không đồng nghĩa với hà khắc và càng xa lạ với bất công và sống với ở nơi nào có chế độ cai trị hà khắc thì ở xứ đó khó mà mưu cầu được hạnh phúc. Và cư dân mạng thì đòi công lý cho bà Dung, chỉ dấu của sự tiến bộ về dân chủ Việc tòa án sơ thẩm kết án bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, 5 năm tù giam vì tội gây thiệt hại 45 triệu đồng đã diễn ra hôm 24 tháng 4 vừa qua. Thế nhưng thì cư dân mạng, xã hội đến nay thì vẫn tiếp tục lên tiếng đòi công lý cho bà Dung. Có công bằng dân chủ nhiều bài viết của một số dân sĩ trí thức đang nhận được nhiều đồng tình từ cư dân mạng xã hội. Ví dụ như đoạn status của nhà giáo Thái Hạo, ông viết, chúng tôi xin trích đăng ở đây. Phiên tòa của huyện Hưng Nguyên chính là bản án khắc nghiệt dành cho người tử tế, là đòn hạ thủ đối với những nhà giáo có nhân cách còn sót lại trong bối cảnh nền giáo dục càng ngày càng xa sút và bệ dạng. Tất cả các lý do ấy đã cộng hưởng để làm thành một dư luận dữ dội. Dư luận ấy cũng chính là biểu hiện của lương tri và chính nghĩa chưa chết hẳn trong lòng người Việt. Và đó cũng là niềm hy vọng cứu rỗi của chúng ta về một tương lai tốt đẹp hơn cho một xã hội khi mà còn được chứng kiến sự sống sót của ý thức về lẽ phải và điều thiện trong người dân Việt Nam. Hết trích. Một tuần sau phiên xử ngày 1 tháng 5 năm 2023, ông Trần Quốc Cường tránh văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An nói với báo giới trong nước, cơ quan này đã nắm bắt dư luận và yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên báo cáo cụ thể và chi tiết về vụ án. Bà Lê Thị Dung đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và vụ án sẽ được Hội đồng xét xử phúc thẩm nghiên cứu đánh giá khách quan và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo đó, ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cũng nói với truyền thông, ông đã chủ động báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của đoàn viên người lao động bằng một phiên xử công bằng và đúng với pháp luật. Không chỉ vậy, cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bộ giáo dục và đào tạo cũng góp ý lãnh đạo bộ đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an bày tỏ mong muốn các cơ quan pháp luật của tỉnh xem xét vụ án một cách toàn diện đảm bảo xét xử nghiêm minh khách quan công bằng đúng pháp luật và không để xảy ra oan sai bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công dân nói chung của nhà giáo nói riêng nói về bản án của mẹ mình con trai bà dung trả lời hôm 1 tháng 5 trên RFA rằng hiện giờ thì đang nghỉ lễ nên họ chưa nhận được kháng cáo và viên phúc thẩm sắp tới phụ thuộc vào luật sư. Em hy vọng mẹ em được minh oan. Đây không phải là vụ việc đầu tiên phía nhà nước, các cơ quan ban ngành lên tiếng cộng hưởng với cộng đồng mạng khi mà thông tin về một vụ việc cho là oan sai được lan truyền trên các trang mạng xã hội và nhận được sự đồng cảm từ dư luận. Tuy vậy, với vụ án của bà Lê Thị Dung thì nhiều người vẫn tỏ ra lo lắng liệu tòa nhân dân huyện Hưng Nguyên có xem xét lại một cách công bằng trong phiên phúc thẩm hay là không. Một luật sư muốn ẩn danh nói trên RFA sáng 1 tháng 5 năm 2023 dư luận lên tiếng mạnh mẽ cũng là một trong những cơ sở để tòa xem xét lại tuy nhiên thì nó có hai góc độ ở đây góc độ thứ nhất là tiếng nói của người dân thể hiện một bước tiến bộ trong tiến trình dân chủ hóa đất nước và người dân đã sử dụng tiếng nói của mình đòi công lý cho người khác và điều đó cho thấy người dân không còn tin vào hệ thống ban phát công lý từ chính quyền nữa và họ không còn tin vào tòa án và những định chế tương tự như vậy nữa Góc độ thứ hai là về phía chính quyền. Lẽ ra thì những bản án khi mà tuyên thì bản thân của nó đã là công lý chứ không phải là bản án để cho người dân dị nghị đòi công lý sau đó nữa. Và đó là mặt rất dở của chính quyền. Vị luật sư này nói thêm nếu như mà những lời ta thán của công chúng khiến cho tòa thay đổi quan điểm xét xử trong phiên phúc thẩm tới theo hướng có lợi cho cô Dung thì đó chưa hẳn là công lý, đó là công chúng xét xử. Vẫn theo vị luật sư giấu tên, điều đó thứ nhất nó là không đúng thẩm quyền. Thứ hai là bất cứ bản án nào sau này người dân cũng sẽ lên tiếng thì nó không hay cho nền công lý Việt Nam. Nhìn nỗ lực của cư dân mạng trong việc lên tiếng cho cô Lê Thị Dung, nhiều người bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng vào tiến trình dân chủ hóa đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng phân tích nếu mà so với trước đây dân bị bịt miệng cả thì bây giờ tiến bộ rất là nhiều và tiến bộ rất là hiển nhiên và tôi có một cái lòng tin về sự tiến bộ của đất nước cuộc sống nó cứ lững lững tiến tới dù họ vẫn luôn đàn áp và không có một cái xã hội toàn trị nào mà không quan tâm đến chuyện sản xuất ra cái chất bôi trơn cho cái cỗ máy toàn trị nó chạy mà không bị sụp đổ đó là sự sợ hãi nhưng cuộc sống nó cứ tiến tới và không cưỡng được chuyện của cô dung cũng thế thôi và bây giờ thì người ta thấy rất rõ là mạng xã hội như facebook chẳng hạn có ai mà nói năng này kia thì ngay lập tức bị bắt và họ bị bắt rồi bị tù chỉ vì những bài viết trên các trang facebook cá nhân nhưng mặt khác thì bên công an họ có bộ phận chuyên môn lắng nghe và trong một số trường hợp thì người ta không phải cái gì thế mà e sợ địa vị lãnh đạo của họ thì họ cũng có tác động để mà làm và trường hợp sửa sai vụ án Lê Thị Dung thì tôi nghĩ là họ có thể sửa sai. Internet mở ra cho người dân một cái khoảng trời tự do và dân chủ và nền dân chủ đó gọi là nền dân chủ bắt buộc và bắt buộc có nghĩa là không cho thì không được. Trong báo cáo cuối năm 2022, Freedom House xếp hạng Việt Nam ở vị trí thứ 5 từ dưới lên về mức độ tự do internet, do Hà Nội đã có những hành vi kiểm duyệt nội dung và vi phạm các quyền của người dùng. Từ lâu, kiểm soát sự truy cập thông tin trực tuyến đã là một ưu tiên của chính phủ cộng sản Việt Nam. Trong cuốn Nghiên cứu về sự kiểm soát của Việt Nam đối với các nội dung chống nhà nước trực tuyến, xuất bản đầu năm 2022, tác giả Lương Nguyễn An Điền cho biết, trong hai thập kỷ vừa qua thì sự chú ý chú trọng vào cuộc nội dung nhà nước đã định hình các mà các cơ quan chức năng Việt Nam triển khai nhiều chiến lược kiểm duyệt khác nhau đối với mục tiêu kép là tạo ra sự cởi mở ở bề ngoài nhưng vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ các cuộc thảo luận ở trên các trang mạng Tuy bị kiểm soát chặt chẽ nhưng cư dân mạng vẫn lên tiếng bảo vệ những người yếu thế và không được đối xử công bằng, đó là một bước tiến lớn so với nhiều năm trước đây. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi